Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Nấm đùi gà xào thập cẩm, một món chay ngon, đơn giản. Với một chút biến hóa, nấm đùi gà sẽ như những lát mực hấp dẫn. Nhìn đẹp mắt không các bạn? Cùng vào bếp làm với mình nhé. Mình cần chuẩn bị nấm đùi gà, các loại rau củ, hành bo rô, nước tương, dầu mè đen, mè trắng, tiêu, hạt nêm chay, đường. Nấm đùi gà sau khi đã rửa sạch, mình ngâm vào nước muối pha loãng 15 phút. Sơ chế tiếp rau củ, cà rốt gọt vỏ, thái lát mỏng, rồi cắt sợi. Đối với rau củ xào kèm, các bạn chọn loại nào cũng được, tổng cộng khoảng 500g. Và 4 cây nấm đùi gà của mình, khoảng 300g đó các bạn. Bắp cải mình cắt khối vuông. Dưa leo bỏ đầu đuôi, cắt xéo. Cà chua các bạn cắt múi cong. Đầu hành ba rô này, mình sẽ cắt lát mỏng để lát nữa phi thơm. Lá ba rô cắt nhỏ để nêm. Nấm đùi gà mình ngâm xong này nè, bây giờ đem rửa sạch lại một lần nữa. Các bạn cắt đầu nấm ra rồi chẻ mỏng. Thân nấm mình sẽ cắt khoanh, dày khoảng 2cm đó các bạn. Các bạn dùng dao hoặc là cây có hình tròn xấn xuống tạo lỗ, giống như là những khoanh mực. Và để tạo hình những lá mực nang, các bạn cắt lát thân nấm ra. Rồi sau đó dùng dao khứa những đường caro không đứt các bạn nhé. Đó, các bạn khứa như vậy nè, nhìn rất giống miếng mực đúng không ạ? Cắt xong rồi, mình ướp vào nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, xíu tiêu và trộn đều, ướp 15 phút. Làm sốt xào với một muỗng cà phê hạt nêm chay, xíu đường, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng canh nước, hòa tan gia vị. Hạt mè trắng mình cũng đem rang luôn. Bây giờ tiến hành xào thôi. Cho chảo lên bếp, 2 muỗng canh dầu. Cho nấm đùi gà vào. Mình sẽ xào cho nấm đùi gà này chín vàng luôn các bạn. Loại nấm đùi gà này rất là dai ngon, cho nên xào kỹ cũng không sợ bị nhão. Mình để lửa lớn luôn, vì nấm sẽ ra rất nhiều nước. Nấu cạn phần nước này luôn các bạn nhé. Khi nước gần cạn, các bạn trở qua lại, giống như là mình áp chảo để cho nấm vàng đẹp. Những khứa cà rô mình tạo lúc nãy rất giống miếng mực luôn nè. Nấm cạn nước và vàng đẹp rồi, mình vớt ra dĩa. Dầu xào vẫn còn, mình cho hành ba rô vào phi thơm. Cho cà rốt vào trước nhé, vì cà rốt là cứng nhất đó các bạn. Xào cà rốt 1 phút, rồi tiếp tục là dưa leo, bắp cải luôn. Các bạn đảo đều rau củ, xào lửa lớn. Rưới chén gia vị vào. Tiếp tục đảo đều để rau chín và gia vị thấm đều. Những loại rau này cũng nhanh chín lắm các bạn, xào khoảng 2-3 phút là được. Cuối cùng mình cho cà chua vào. Vậy là tất cả rau củ của mình đã chín đều. Món xào của mình không bị ra nước này các bạn. Vậy thì cho nấm đùi gà, lá ba rô luôn, xịt vài giọt dầu mè đen, rất là thơm đó các bạn. Vậy là chảo nấm đùi gà xào thập cẩm của mình xong rồi nè. Cho ra bàn dùng thôi, một chảo đồ chay nóng hổi hấp dẫn. Rắc mè rang vàng lên, món này dùng cơm rất ngon đó các bạn. Thêm chén nước tương có ớt, giúp đậm vị hơn. Vậy là mình đã chia sẻ xong món chay, nấm đùi gà xào thập cẩm. Nhìn rất giống mực xào thập cẩm đúng không các bạn? Ăn chay, mình cũng cần phải chăm chút một chút, để món ăn hấp dẫn hơn đúng không các bạn? Mến chúc các bạn sẽ làm ngon và ăn thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.